thầy dạy cách giấu kéo. Chỉ bọn em cách giấu kéo. Chào tất cả anh em cũng như trên TikTok và trên YouTube cũng như anh em đang có mặt trên lớp học của trường Marble Training. Mình vừa nhận được một câu hỏi rất là hay, mà câu hỏi này rất phổ biến, tức là lúc mới học nghề thì ai cũng thích học được cái kỹ thuật giấu kéo. Thì ngay bây giờ thì Tường sẽ chia sẻ với các bạn cách giấu kéo của Tường. Ở trên tay Tường là một cây kéo, nó cũng khá là cũ rồi đó. Cây kéo này thì có kích thước là 6x50. Đó, thì Tường sẽ sử dụng cây kéo này để Tường hướng dẫn anh em cách giấu kéo. Cách bước đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị một cây kéo như này. Sau đó các bạn dùng cái ngón áp út này, các bạn đặt vào ngón, đặt vào cái phần để kéo phía trên. Ngón út của bạn để cái phần đỡ đây, ngón cái các bạn để đây, ngón giữa để đây, ngón chẳng để đây. Thì các bạn làm theo Tường nhé. Các bạn nhìn này, đó, nhìn kỹ, tập trung vào cái kéo nhé, tập trung kỹ. Một, hai, một, hai, ba, đó, có thể không? Vỗ tay, một chảo vỗ tay, quay xuống dưới không ạ? Mất kéo rồi, mất, đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip của mình, đấy là cách giấu kéo của mình. Xin cảm ơn.